Hello, xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì um, đám người Thạch Thảo, uh, Cửu Thiên Thập Địa với đám người của Dị Vực xông vào một cái um, bí cảnh thần bí. Vào đó có xác của tiên nè, xác của uh, bất hủ nè, rồi máu huyết tùm lum tùm lá chứ Rồi đến cùng thì gặp còn gặp được một cái um, cô gái, cô gái này có thực lực có thể sánh với bất hủ, là một người của Cửu Thiên Thập Địa, nhưng có điều cô gái này uh, hầu như đã mất trí nhớ rồi. À, và cô ta sau này Một lát sau thì cô ta mặc dù nhớ lại Nhưng cổ cũng không còn quan tâm với tranh đấu nữa Vứt bỏ tất cả rồi Vì vậy mà đuổi đám người dị vực Cũng như cửu thiên thập địa ra khỏi cái nơi này Không trói trong đây nữa đó Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa Thì mời mọi người xem tiếp tập 312 Được mang tên là Thời đại tàn khốc của bộ truyện thế giới hoàng mỹ tác giả thượng đông diễn đọc lát trai đu chúc mọi người nghe truyện vui vẻ xin cảm ơn tất cả mọi người <laughs> biên cương đại xích thiên vẫn như trước âm u đầy tử khí thành cổ đã hóa thành phế tích nơi đó có một cái vực sâu khổng lồ âm u vô ngần mấy chục bóng người đang đứng sừng sững yên lặng chẳng chút tiếng động ở bên trên tựa như là những bức tượng ma thần đang đứng đợi mọi người bên phía cửu thiên thập địa người sớm đã rời đi không một ai trấn thủ nơi này nữa xoẹt Bình luyện tiên phát sáng xé ra càng khôn từ trong hỗn độn bay trở về. Hả? Chuyện vậy vậy? mấy chục bóng người vốn im lặng không chút tiếng động chợt ngửa đầu nhìn về cái bình luyện tiên đang tiến lại gần vẻ trấn tĩnh khó có thể duy trì được nữa thay vào đó là bộ dạng vô cùng kích động gió to gào thét vù vù tấm vải quấn tiên vương bay pháp phới và tạo nên những luồng gió lớn từ xa xẹt ngang bầu trời nó cũng không hề hướng về phía phần cuối thiên địa cũng không có tiếp cận nơi này đã tiến vào xuất hiện một vài tình huống Bình luyện thiên hạ xuống, một nhóm người lộ ra chân thân, bọn họ nhìn về phía đám người đại trưởng lão mạnh thiên chính ở phía chân trời, lòng tràn ngập ý định đánh giết. Chân trời tấm vải liệm được thu hồi, đại trưởng lão, đám người thạch hạo hiện ra chân thân và đứng từ xa nhìn lại, vẫn chưa hề tới gần. Song phương liếc nhìn, đều muốn hạ gục địch thủ, thế nhưng ai cũng đều bất đắc dĩ, không cách nào hành động được. Đáng tiếc thiệt mà, cô gái kia sao chẳng hề đếm xỉa gì tới gì chứ? Rõ ràng năm đó nàng cũng từng tham gia cuộc chiến mà, là một cao thủ cái thế, giờ lại tỏ thái độ kia làm sao chứ? Lâm Tiên hậm hực nói. Quý thành tiên, từ lâu đã không phải là người trước kia nữa rồi. Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính thở dài, ông cũng cảm thấy đáng tiếc. Nếu như có thể giết chết cái đám dị vực trong khu cổ giới ấy và lưu lại bình luyện tiên, vậy thì chuyến đi này sẽ vô cùng mỹ mãn rồi. Đi thôi, quay về rồi nói Đại nhân vô thượng đã tiêu hao quá nhiều pháp lực rồi Bên phía vực sâu chợt có một ông lão lên tiếng Cuối cùng là nhìn chầm chầm về phía cửu thiên này Rồi nở nụ cười khẩy nói Lúc biên hoàng bị phá Là lúc diệt cửu tộc của các ngươi <laughs> Đây là uy hiếp thẳng thường Bọn họ vượt giới mang theo mục đích tới nơi này Kết quả không hề thuận lợi chút nào Nhưng thằng cha của ông á đó miệng của tàu vũ sinh vô cùng mạnh trắng trợn chẳng chút sợ hãi chửi rủa âm ĩ về người dẫn quân của dị vực nhóc con chờ khi đại nhân của ta phá cửa ải thiên quân vạn mã nhất sạch tu sĩ lúc đó sẽ kém bọn ngươi một người cũng sống không được hiện giờ cứ mạnh miệng mà sống đi <laughs> ông lão kia lạnh lùng nói chớ của tự phụ rồi cũng sẽ có một ngày ta sẽ tiến nhập dị dực chém sạch bất hủ giết hết dạng địch xới tung cái tổ đại của các ông lên thạch thạo hung hăng nói gần đây hắn rất ít khi ăn nói đầy thù hận hung hăng như vậy nhưng mà hiện tại hắn không cách nào kiềm chế cái cơn tức giận lại được rất muốn đánh gục cái đám địch nhân này chém giết nơi khởi nguồn của họa loạn này một đám người lạnh lùng trông lại và theo dõi hắn bởi vì người trẻ tuổi này đã tạo nên ấn tượng quá sâu với bọn họ một người chém mười vương, đánh bại mười đại cao thủ, khiến cho bọn họ lâm vào đại bại mà trước nay chưa hề xảy ra. Đối với chủng tộc hiếu chiến mà nói thì đây chính là một sự nhục nhã vô cùng. Đến khi dược giới, người chém bay đầu của ngươi sẽ chính là ta. Đối diện một người trẻ tuổi được vòng thượng bao phủ, nở nụ cười rồi chỉ tay về phía thạch hạo, chính là hạt tử minh. Sớm muộn gì cũng sẽ giết các ngươi thôi, một đám vương giả trẻ tuổi cũng quát lớn, bọn họ cảm thấy bị sỉ nhục. <laughs> cái gọi là một đám vương giả chỉ tới như vậy mà thôi, sớm đã lĩnh giáo qua rồi, nếu như gặp mặt thực sự ở chiến trường, ta sẽ giết sạch toàn bộ các ngươi. Thạch hạo tàn nhẫn nói, Hùng hăng, ngông cuồng. Phía trước vượt sâu u tối, những vương giả trẻ tuổi đều tức giận trợn tròn con mắt nhìn sang, người cho rằng mình chính là vô địch thiên hạ sao nấu cho người biết nha chúng ta đều là dương giả thiệt đó nhưng mà cũng không phải là mười dương giả trẻ tuổi mạnh nhất đâu tất nhiên bọn họ sẽ không cam lòng vô cùng tức giận quay về hỏi cái gọi là thế gia trường sinh của cửu thiên các ngươi đi chắc chắn bọn họ sẽ biết thôi người vô địch trẻ tuổi của vực ta sẽ mạnh mẽ tới mức nào từng người đều khai sáng ra từng kỳ tích không cách nào vượt qua được đâu kìa Đại trưởng lão coi rút con người lại, nghe được những lời nghị luận phía đối diện thì hắn chợt nhớ tới một vài chuyện xưa. Người của dị vực quả thực là rất đáng sợ, năm đó đã lưu truyền rất nhiều bí ẩn. Lúc ở cổ đại, cương giả trẻ tuổi vô thượng của dị vực dù ở độ tuổi chưa lớn, nhưng có thể nuốt lấy sao trời, tiến vào thái dương thần kinh để rèn luyện thân thể, tiến vào trong biển thái âm để đuổi giết hung thú thời tiền sử. Loại chiến tích ấy thực sự không gì sánh được, khó có thể đánh vỡ, nếu như so sánh với vương giả trẻ tuổi ra quân ở trận này, tựa như là trẻ con gặp người lớn, không xứng được gọi là chí tôn trẻ tuổi, không cách nào so sánh được với những người trong truyền thuyết cổ đại kia. Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính cùng với các ông lão của thế gia trường sinh bắt đầu thảo luận, cho rằng nhất định sẽ còn những chí tôn trẻ tuổi như vậy, đời sau của dị vực sẽ không hề yếu hơn cổ nhân. Có thể những người được gọi là thập đại vương gia kia vượt giới tới đây thì chắc chắn sẽ thể hiện ra được cái loại uy thế vô địch kia. Chúng ta chính là dương giả trẻ tuổi Nhưng khi những người trẻ tuổi đế giả Thuộc những gia tộc cổ xưa như đế tộc An Lan, Du Đà bước ra khỏi cổ địa của mình Vậy thì cái gọi là kỳ tài của cửu thiên thập địa Các ngươi đều là chó đất hết Không đỡ nổi một đòn Chẳng là cái thứ gì cả Đối diện có người lạnh lùng nói Hắn mang theo vẻ cuồng nhiệt cùng với vẻ ngóng trông Vô cùng khinh thường người trẻ tuổi Của cửu thiên thập địa Những lời này vừa ra đều khiến cho mọi người Của cửu thiên thập địa này âm trầm cảm thấy cơn tức giận cùng với sự ngột ngạt dân trào. Cương giả trẻ tuổi mạnh nhất của dị vực quả nhiên vẫn chưa hề lộ diện. Bên trên vương tộc còn có đế tộc nữa. Đã thua những mười người mà cũng không cảm thấy nhục khi la ó hả? Thà Thảo nhìn bọn họ với giọng điệu đầy ngông cuồng rồi nói Ta chờ, trước chém giết cái đám dương giả rồi lại giết đế tộc vậy? Chớ con ông còn hẹn gặp ở chiến trường sẽ giết chết người ngay tức khắc. Vương giả trẻ tuổi dị vực tuy rằng không cam lòng, thế nhưng không thể không rời đi theo những ông lão dẫn dắt kia. Từng bóng người tiến vào trong vực sâu, biến mất khỏi biên cương đại xích thiên này. Bọn họ tuy rằng có thể xuất hiện, thế nhưng lại không thể nào xâm nhập vào trong đại xích thiên, bởi vì bị giới bích ngăn cản, sức mạnh của đức trời áp chế bài xích bọn họ. Hiện tại cũng không phải thời khắc giết tới, bọn họ đang chờ đợi khi bên phía mình trả giá lớn để giao hòa cùng cửu thiên thập địa, tới lúc đó sẽ giết sạch địch thủ. Phía cuối đại địa, đám người thạch thạo, tàu vũ sinh, đại tu đà ngóng chừng. Một lời chẳng nói, có thể tưởng tượng được cuộc đại chiến trong tương lai sẽ máu tanh tới cỡ nào. Đột nhiên bọn họ nhìn thấy được một hình ảnh khiến ai nấy đều khiếp sợ, tất cả đều sợn cả gai tóc. Vực sâu u ám đang rung rẩy, bốn phía chợt có mấy cái bàn tay xuất hiện và từ từ chìm sâu vào trong bóng tối. Trời ơi, lấy mấy cái bàn tay lớn đang đổ lấy vực sâu, khiến cho nó không thể khép kín lại, thiệt là đáng sợ mà trên mập tàu vũ sinh sợ hãi nói Sau khi mấy cái bàn tay lớn ấy tiến vào trong cái vực sâu Thì nơi ấy từ từ khép kín lại Vết nứt đang từ từ biến mất Sức mạnh đó tới mức nào chứ Vài bàn tay lại có thể tạo nên thiên địa Duy trì lối đi thông suốt này Thần uy cái thế không thể tưởng tượng nổi Có trời thôi Đại trưởng lão dứt lời Mang theo những người trẻ tuổi xé ra hư không và rời đi bọn họ vượt giới qua lại trong cửu thiên từ đại xích thiên về vô lượng thiên là lộ trình với con số trên trời không cách nào tưởng tượng nổi thế nhưng dưới thần thông của đại trưởng lão thì có thể xé rách trời cao thời gian được rút ngắn trên đường từng người trẻ tuổi đều mang theo tâm tình nặng nề trở về gia tộc của mình để truyền tin bởi vì chuyện phát sinh ở đại xích thiên thì các đại giáo ở cửu thiên vẫn còn chưa biết hết thậm chí chiến trường chân chính ở biên hoang dù là một vài môn phái lớn cũng chưa chắc đã biết nữa tới cuối cùng trên chiến trường chỉ còn lại vài người, hầu như mọi người đều đã rời đi cả. Trở lại vô lượng thiên, đại trưởng lão rời đi, để đám người trẻ tuổi thạch thạo tự điều khiển chiến thuyền trở về thư viện thiên thần. À, bọn họ trở về rồi kìa. Bên trong thư viện thiên thần có người kinh ngạc thốt lên. Đám người thạch thạo, tàu vũ sinh cùng với một ít người hạ xuống, xuất hiện ở quảng trường của thư viện thiên thần. Những người khác tới từ tiên viện, thánh viện thì đều trở lại gia tộc của mình, chuyện lớn phát sinh nên cần phải bẩm báo ngay người có dị vật xâm lắng hả còn có phát sinh đại chuyến gì không vậy đám dị vật đáng ghét kêu có hình dáng như thế nào vậy đám trẻ tuổi vọt tới bao kính thạch hạo không ngừng hỏi han đủ thứ những người này không có tư cách để tới chiến trường bởi vì lúc đó chỉ dẫn theo những người tài ba trong đám thế hệ trẻ tuổi là để bọn họ mở mang tầm mắt còn lại đều là cao thủ các đời trước khai chiến rồi một thời đại tàn khốc đã tới rồi thạch hạo với vẻ mặt nghiêm túc nói tại sao các ngươi lại trở về rồi sao không tới chiến trường sao không chiến đấu cùng đi chưa gì mà đã lùi bước rồi đây có phải là đào binh không vậy nhưng vào lúc này chợt có âm thanh chẳng chút hay ho gì truyền tới lông mày của thạch Thảo nhíu lại ráng nhịn cơn tức giận và quay đầu nhìn những người kia có chút quen mặt chớp mắt hắn liền nhận ra được trước đây không lâu hắn từng cùng đại trưởng lão xông thẳng vào thế gia trường sinh vương gia Lúc đại chiến với Vương Trường Sinh thì hai trong mấy người này đứng ở rất xa quan chiến. Đây chính là người của gia tộc Vương Hy. Bọn họ sao lại tới đây? Thạch Thảo nhớ lại, Thạch Thảo cũng không có để ý tới việc người của Vương Gia có tham chiến ở biên cương Đại Xích Thiên hay không nữa. Nói, vì sao các ngươi lại trở về? Chiến sự kia sẽ làm sao hả? Người trung niên lạnh lùng hỏi. Việc này khiến cho lòng Thạch Thảo chìm xuống. Tình hình không đúng cho lắm, người của vương gia tại sao lại tới thư viện thiên thần và còn quơ tay múa chân nữa chứ? Trước thời khắc đại chiến này mà lại làm ra hành động kỳ lạ, đây là một tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Đây vốn là thư viện thiên thần, vương gia dựa vào đâu mà tới đây để làm chủ bắt bẻ? Nhìn dáng vẻ cùng với lời nói của bọn họ, hoàn toàn xem bản thân mình chính là chủ nhân ở nơi này. Nè, cửu thúc tổ ta đang hỏi ngươi kìa, sao không trả lời hả? Cách đó không xa có người trẻ tuổi đi tới, Hắn vô cùng anh Tuấn, thế nhưng ánh mắt lại vô cùng nham hiểm, không có chút gì gọi là hiền lành cả. Là cửu thúc tổ của các ngươi chứ đâu phải cửu thúc tổ của ta. Thà Thạo lạnh nhạt đáp, hắn từng gặp qua người trẻ tuổi vương gia này, trước đây không lâu khi gặp hắn thì tràn đầy kính nể, nhưng hiện tại lại có dáng vẻ như vậy, rõ ràng không còn sợ hãi gì nữa. Người trung niên phía đối diện kia chính là cửu thúc tổ của hắn, trong độ tuổi thì là tráng niên, tinh lực cường thịnh, Kỳ thực đã tu hành năm tháng dài dằng dẳng rồi Vậy sao không trả lại Lại có người quát lên Người của dương gia ngươi tới thư viện thiên thần vênh mặt hức hàm Cho rằng đây là nơi nào hả Ta dựa vào đâu mà phải cúi đầu chứ Cần gì phải đáp trả Thạch thảo nhìn về bọn họ Người dương gia lợi hại thượng đúng không Ngông ngên chạy tới thư viện thiên thần Lúc ở biên cương đại xích thiên Sao không thấy bóng dáng ở đâu vậy Vậy mà còn làm hung ở đây nữa hả Tàu vũ sinh không kìm nén được Nên mở miệng chăm chọc hắn cũng không hề về thánh viện Tiểu bối ta không có hỏi ngươi Vẫn chưa tới phiên ngươi nói chuyện đâu Cái gọi là cửu thúc tổ Vương Thiên Minh lên tiếng Nhìn liếc qua tàu vũ sinh Đây chính là thư dưỡng thiên thần Ta muốn nói thì mắc mối gì tới ông chứ Đây không phải là vương gia ông Muốn tỏ ra oai phong thì về vương gia trùng sinh của mình thì hơn đi Tàu vũ sinh chẳng hề thua kém mà đáp lại Ngắm miệng nhưng vào lúc này vương thiên minh hét lớn một tiếng hắn vận dụng đạo âm âm thanh như sấm nổ chấn cho hư không nổ vang ngay cả thư viện thiên thần cũng rung lên ầm ầm tất cả mọi người biến sắc hắn muốn làm cái gì đây là thư viện thiên thần những người khác đều thức kinh thấy một đám cường giả của vương gia tiến vào trong thư viện thiên thần thì đã kỳ quái lắm rồi hiện giờ còn nhằm vào đám người thạch thạo nữa Ôi, vì sao các ngươi trời khỏi chiến trường một mình chạy về đây là đầu binh sao một người đứng bên cạnh Vương Thiên Minh thấp giọng quát. Tình huống như vậy không ổn cho lắm, thành thế quá hùng hổ, chụp mũ thẳng vào đám người thạch hạo. vương gia các ông quá bá đạo đó chứ, đây là thư viện thiên thần, các ông dựa vào cái gì mà cho rằng mình là chủ nhân nơi này, tới cùng là muốn cái gì hả? Thạch hạo lớn tiếng hỏi ngược lại. Lúc này thư viện thiên thần trở nên yên tĩnh, một vài học sinh đi tới và nhìn thấy người của Vương gia, ai nấy đều cảm thấy điểm quái lạ. Thiên địa có biến, dị dực xâm lấn Chúng ta là đang dò xét các nơi để miễn phát sinh chuyện ngoài ý muốn Thư viện thiên thần là một địa phương quan trọng Đám các người trở về đương nhiên cần phải hỏi thật kỹ rồi Vương Thiên Bình chẳng chút ngại ngùng nói Tiếp đó thần sắc của hắn trở nên nghiêm khắc, quát lớn Lúc đi thì rất nhiều người, nhưng về vì sao chỉ có vài người Hành tung thì lén lút, nhất định là tự ý trốn khỏi chiến trường Bắt hết lại cho ta, thẩm tra thật nghiêm ngặt Tất cả mọi người đều biến sắc Việc này quá nghiêm trọng, người của vương gia muốn động thủ với Thạch Hạo chắc chắn là không có kết quả tốt. Không ít người liền biết là đang trả thù, người vương gia muốn nhân cơ hội này để bắt Thạch Hạo là kiếm cớ để nhằm vào hắn. Làm căng! Thạch Hạo hét lớn, đồng thời tàu vũ sinh cũng nổi giận cực kỳ, lần nữa quát mắng. Cái đám chó má khốn nạn này, này chứ, biên cương đại sứ thiên thì chẳng thấy tung tích, nhưng mà lại làm mưa làm gió đâu này, có cái gì gọi là tài ba đâu chứ. Nếu giỏi thì cứ biểu hiện ở trên chiến trường đi Đúng là cái đám chết nhát mà Thạch Thảo cẩn thận nhớ lại Thực sự lỡ biên cương đại xích thiên Chẳng hề thấy người của vương gia Lẽ nào sau khi bọn họ nghe được càng lệnh tổ long Thì chẳng một ai đi tới Việc này rất đáng sợ Thời khắc đại chiến ở biên hoang Phía sau của cửu thiên thập địa Rất có thể sẽ xuất hiện những nhiễu loạn Việc này làm cho lòng thạch hạo trở nên mù mịch. Vương Thiên Minh lạnh lùng nói. Một đám tiểu bối há có thể hiểu được bố cục của đại nhân vật chứ? chúng ta phụng mệnh đi dò xét để đảm bảo an ổn cho các nơi ở cửu tiên miễn cho có người nhân cơ hội làm loạn hiện tại cũng không phải là thời điểm Để giải thích với các ngươi nói ngay vì sao lại thoát ly khỏi chiến trường xuất thủ ngay bắt hết lại cho ta bên cạnh của hắn có vài người trung niên tiến lên khí tức mạnh mẽ được phóng thích muốn trấn áp đám người thạch hạo tàu vũ sinh người xem thư viện thiên thần không có người nào sao bản lĩnh của vương gia cũng lớn thiệt nga lại dám bắt nạt chúng ta hả Cách đó không xa chợt truyền tới tiếng hừ lạnh, một ông lão từ từ đi tới. Chính là một vị trưởng lão của thư viện thiên thần, những trưởng lão khác đều đã đi cả. Khi kèn lệnh vừa vang thì đã đi tới biên cương đại xích thiên để tham chiến rồi. Có thể nói thư viện thiên thần vô cùng thoải mái nên chỉ để lại một vị trưởng lão trong giữ nơi này để hướng dẫn những người trẻ tuổi còn lại làm tốt công tác chuẩn bị cho cuộc đại chiến. Đạo huynh, đã lâu không gặp rồi, nhưng vào lúc này, cách đó không xa chợt có hai ông lão xuất hiện là đại nhân vật cấp độ hóa thạch sống của vương gia chợt ngăn cản đường đi của cái vị trưởng lão này. Vương gia điên rồi sao? Tất cả mọi người nơi này đều không rõ. Rõ ràng vương gia hung hăng nhằm vào đám người thạch thạo. Dù cho thư viện thiên thần của nhân vật cấp bậc trưởng lão can thiệp thì họ cũng quyết tâm muốn động thủ. Làm càng. Trưởng lão của thư viện thiên thần thực sự đã nổi giận, vương gia đã quá phận rồi. <laughs> đạo huynh bình tĩnh đừng có nóng Trước tiên bắt mấy người này lại Rồi chúng ta từ từ hỏi rõ là biết ngay mà Một ông lão cười ha hả rồi nói Các người tới đây là muốn làm gì Vị trưởng lão của thư viện thiên thần lạnh lùng nói Hiện tại sự tình đã quá rõ ràng Vương gia đang kiếm chuyện Thật sự là quá đáng mà Hoàng đạo huyết chiến ở chiến trường kia Đánh bại mười đại cao thủ trẻ tuổi của dị dực Dương cao thần uy của cửu thiên chúng ta Mà dương gia các ông thì ở nơi nào chứ ở hậu phương bại trừ đối lập ra tay với chính người của mình Đây hèn quá đáng mà tàu vũ sinh tức giận thường ngày hắn là người vui vẻ tươi cười thế nhưng hiện tại đã tức tới mức bể phổi rồi tất cả mọi người đều biến đổi sắc mặt hoàng đã đại chiến ở biên cương loại chiến tích ấy vô cùng huy hoàng vào thời khắc khi hai bên va chạm đã tiêu diệt 10 tên vương giả của đối phương chỉ vừa mới tưởng tượng thôi cũng đã làm người kích động rồi lời nói một bên mà thôi cũng chỉ là do các ngươi nói ra ai sẽ tin chứ Ta muốn bắt bọn chúng lại rồi từ từ điều tra là biết ngay thôi. Vương Thiên Minh nói, ai cũng biết nếu rơi vào tay của bọn họ thì bảo đảm thạch hạo không có kết quả tốt, không chết cũng sẽ tàn phế. Trước nhiều người có thể làm chứng đó, thiên tài trẻ tuổi của các tộc đều đã trở về tộc mạnh rồi, chuyện phát sinh sẽ truyền khắp cửu thiên thập địa thôi. Khi nghe tới mấy câu này thì mí mắt của hai ông lão vương gia cùng với vương thiên minh đều giật giật, tiếp đó là bình tĩnh kiên trì tra hỏi. Thạch Thảo Nói rõ mười mưa những gì đã diễn ra ở chiến trường Nói cho tất cả mọi người cùng biết đi Trưởng lão của Thư viện Thiên Thần lên tiếng Thạch Thảo cũng chẳng hề ẩn giấu cái gì cả Nói hết toàn bộ những chuyện đã diễn ra Ở biên cương Đại Xích Thiên Khiến hô hấp của mọi người ở đây đều trở nên dồn dập Tâm tình chập trùng, căng thẳng kích động Đặc biệt sau khi biết tử Nhật Thiên Quân Lữ Hồng chết trận Thì trong lòng mọi người đều trầm xuống dù gì họ cũng là những người tài ba của thế hệ trẻ tuổi, được mệnh danh là nhóm người mạnh mẽ nhất thế nhưng lại héo tàn như vậy. Khi nghe Thạch Hạo dùng lời nói bình thản kể về chiến tích thắng liên tiếp 10 trận thì mọi người đều có thể tưởng tượng ra được tình cảnh của cuộc đại chiến lúc đó, nhiệt huyết cuồn cuộn sôi trào không thôi. Chỉ là lời nói một bên, ngươi thì mạnh hơn tưởng Nhật Thiên Quân lữ hồng bao nhiêu chứ, bọn họ chết trận nhưng ngươi lại bình yên trở về, còn gì mà thắng liên tiếp 10 trận hả Sao chó, ta thấy bên trong chắc chắn có bí ẩn gì thôi. Vương Thiên Minh lên tiếng, hắn rất là bá đạo, cố ý muốn bắt Thạch Hạo để thẩm vấn mà. Dương gia các người muốn thế nào đây? Lẽ đã muốn làm phản lại cứu thiên thập địa sao? Muốn đi ngược ra ngoài sao? Lúc này vị trưởng lão duy nhất còn lưu lại ở thư viện thiên thần không chịu đựng được nữa. Hắn giận tím cả mặt. Bởi vì yêu cầu của đối phương quá vô lễ, hơn nữa còn rất hoang đường, nhiều lần quấy phá. Muốn cái gì? Cứ nói thẳng ra! Thạch Hạo quát lên, Mụ nổi mấy cái thằng khốn nạn này chứ Lúc qua chiến trường thì chẳng thấy bóng dáng đâu Nhưng lúc nãy là dữ dõi vương ngoài Chăm chọc với người của mình Muốn cái gì đây chứ Tào Vũ Sinh cũng chửi bới Sắc mặt của Vương Thiên Minh biến ảo không thôi Bởi vì tình hình rất khó để phản bác Quả thường chẳng có cớ nào nữa Hắn nhận được mệnh lệnh rằng Nếu như có cơ hội thì nhất định phải bắt cho bằng được thạch hạo Và muốn tìm lấy một phần kinh văn Từ trong thần thức của người này Đây chính là mệnh lệnh từ chính vị lão tổ vương gia đó chính là vài người con ruột của Vương Trường Sinh bởi vì bọn họ nhận được tin thạch hào đã được một phần kinh văn rất là ghê gớm từ cái rừng đá bắc hải rất có thể là bức diệt kinh nghe nói đây là từ vương trường sinh suy đoán và tính toán ra bộ kinh văn này rất là trọng yếu nếu như cổ tổ vương trường sinh của vương gia đạt được thì rất có thể sẽ đạt được chân vào lĩnh vực trường sinh có thể thành tiên vì vậy sau khi vương gia hiểu rõ thì đã đánh đổi mọi thứ dù cho có đắc tội với mọi người là địch với tất cả các giới thì cũng sẽ không lùi bước muốn chiếm lấy cái bộ kinh văn này chỉ cần vương trường sinh thành tiên đánh vỡ giam cầm thì sẽ không sợ bất cứ thế lực nào đặc biệt là ở thời đại không thể thành tiên này một khi bước vào lĩnh vực ấy thì sẽ đạt được những chỗ tốt không cách nào tưởng tượng ra được không chỉ có thể rút ngắn cách đột phá linh chân tiên thậm chí còn tiến xa hơn nữa vì lẽ đó người của vương gia đã thủ ở nơi này thể hiện ra vẻ điên cuồng không hề giữ thể diện nhất định phải bắt bằng được thạch hạo miệng tuyệt không thể nói lung tung nếu không sẽ có đại họa Vương Thiên Minh nhìn về phía trưởng lão của Thư viện Thiên Thần. Ngày thường hắn rất lễ kính với cái vị trưởng lão này, thế nhưng hiện tại lại không quan trọng nữa bởi vì vương gia có hai vị đại cao thủ ở nơi này. Hơn nữa khả năng còn có nhân vật tuyệt thế của vương gia đích thân tới nữa. Đúng là hung hăng ngàn bướng mà, vương gia các ngươi muốn làm phán cứu thiên thì phải làm tốt chuẩn bị cho cái gia để đánh đổi đó. Trưởng lão của thư viện thiên thần quát lên đã muốn khai chiến rồi. Nói xấu chúng ta như vậy thật sự không nên đâu. Hai ông lão của vương gia tiến lên chặn hắn lại, phóng thích ra khí thế chiến đấu, làm cho hắn không cách nào tới cứu viện thạch hạo được. Tất cả mọi người đều chấn động, vương gia chẳng hề nể nang cái gì cả. Cố ý muốn đối phó với thạch hạo, hiện tại đại trưởng lão, nhị trưởng lão đều đã đi tham chiến nên chưa trở về. Đại sự không ổn rồi. Người tự trói tay chân hay là chờ chúng ta động thủ hả? Vương Thiên Minh chắp tay sau lưng rồi từng bước một tiến tới, tất cả như đều nắm ở trong tay cả. Hoang, ngươi là kẻ phản bội, cái gì mà lập công, gì mà thắng liền mười trận, hôm nay phải bắt lấy ngươi, để ngươi hiện nguyên hình. Người trẻ tuổi của vương gia cũng cười lạnh, nói Cút mẹ ngồi đi, lúc chúng ta đối địch ở chiến trường thì cái loại chuột như bọn ngươi cũng chỉ nó bơi sau lưng để cắn trộm thôi, không hề dám lên chiến trường. Tàu vũ sinh quát lớn, Ta đứng ở chỗ này, ta xem thử ai có thể đụng tới ta. Thạch hạo lạnh lùng nói, vô cùng điềm tĩnh. Ha <laughs> ha, thật là liều lĩnh nha. Chỉ là một tên tiểu bối, tu di thì có chút đáng khen. Nhưng mà trước mặt ta thì dù là trồng cũng phải cuộn mình. Vương Thiên Minh lạnh giọng nói, dẫn theo vài người trung niên tới phụ cận và chuẩn bị ra tay bắt người. Ta cảnh cáo các ông, chỉ cần có cử động thì đừng trách tại sao biển xanh lại mặn. Thạch hạo lạnh lẽo nói, Tất cả mọi người đều ngây dại, tình thế đang nguy cấp thế này nhưng Hoàng lại dám nói như vậy, vô cùng ngông cuồng. <laughs> Vương Thiên Minh cười lớn, tiếp đó là vẻ mặt lạnh như băng, bước lên trước, nói Ta tự tay trắng áp ngươi, ngươi có thể làm cái gì ta? Giết! Yeah. Thạch Thảo hét lớn một tiếng, Vương Thiên Minh với vẻ mặt trào phúng, vốn là rất bình tĩnh, thế nhưng lúc này chợt đứng sừng sững và kêu la thảm thiết. Mặt đất sụp nứt, một cây chiến mâu màu đen với ánh sáng sắc đạo đầy vô tình từ lòng đất lao ra. Nó xuyên thủng qua thân thể của người này rồi lao thẳng lên trời cao. Ở địa bàn của ta mà các người cũng muốn ngang ngược sao? Muốn chết mà! Kiến nhỏ nãy giờ chẳng chút tiếng động gì chợt xuất hiện. Nó dẫn theo vài chiến giả cổ với giáp trụ đang ngầm từ lòng đất đi lên. Biến cố quá đột ngột. Một lưỡi mâu lạnh lẽo đen kịch như mực, sắc bén không gì sánh được đâm thủng vương thiên minh rồi kéo hắn lên tích trời cao, mặc cho máu tươi vương vãi xuống dưới mặt đức rãn nước tổng cộng có năm người đều mặc áo giáp đen bọn họ hoặc là đại kích ngâm đen trong tay hoặc là nắm thiên mâu hoặc là chiến mâu đầy lạnh lẽo cộng thêm với một con kiến nhỏ màu vàng đang đứng trên bả vai của một người trong số này bọn họ đột ngột xuất hiện từ trong lòng đất và bước về phía thư viện thiên thần yeah! vương thiên minh kêu la thảm thiết hắn cũng chưa hề bị giết chết vẻ mặt tràn ngập sự đau đớn cả người co giật cây chiến màu đen này vô cùng to và dài đâm xuyên từ xương sườn cho tới cổ xuyên thủng toàn bộ ngực của hắn thương thế này rất nghiêm trọng đặc biệt là sau khi cái lưỡi mâu đầy lạnh lẽo đâm xuyên qua cổ máu tươi dính đầy vừa khéo lại chỉ ngay khuôn mặt của hắn cảnh tượng này vô cùng khiếp người vương thiên minh sợ hãi tới mức hồn vía lên mây sau khi lưỡi mâu đâm xuyên mà còn chỉ thẳng trước mặt thì giác bị xung kích đầy mãnh liệt khiến cho hắn như muốn bất tỉnh nhưng hắn không thể nào ngất xỉu được bởi vì cơn đau này quá khủng khiếp, thiêu đốt linh hồn của hắn, đốt cháy thể phách của hắn. Bình khí này rất đáng sợ, không chỉ chính bản thân hắn có thể cảm nhận được mà tất cả mọi người đều có thể nhìn rõ. Chiến màu màu đen được một vòng ký hiệu thần bí vần quanh, đó là chú văn cũng là bí lực, còn là thần lực tỏa ra bên ngoài hình thành nên hoa văn đại đạo và xuất hiện ở nơi đó. Loại ký hiệu này tựa như là ngọn lửa địa ngục thiêu đốt thân thể của Vương Thiên Minh, và cũng ăn mòn đi linh hồn của hắn. À, không, thả ta xuống, cứu ta dài. Vương Thiên Minh hét lớn, hắn không cách nào chịu đựng nổi sự dằn vặt này. Mọi người biến sắc, nên biết Vương Thiên Minh cũng không phải là nhân vật bình thường, mà là một nhân vật thuộc cấp đại cao thủ. Dù không sánh được với những trưởng lão của tiên viện, thế nhưng thân phận lại cực kỳ cao. Nhưng hiện tại hắn đã khuất phục rồi. Sau khi bị cái lưỡi màu đâm xuyên thì linh hồn của hắn tựa như rung rẩy, như đang bị xét xử, không cách nào chống lại được máu tươi tí tách chảy dọc theo lưỡi mâu nhỏ xuống mặt đất bên dưới khiến cảnh tượng này càng thêm giật mình hơn vườn thiền mình bị đâm xuyên như thế bị một cây chiến mâu to lớn nghiêm thẳng vào giữa trời cao hư không xung quanh đều trắng nứt hắn khó có thể vùng vẫy dù chỉ là đôi chút cảnh tượng đáng sợ tất cả mọi người ở bốn phía đều ngơ ngác cái loại như ông kêu ngạo vô cùng trong lãnh địa dương gia các ông làm mưa làm gió thì không nói làm cái gì vậy mà còn dám tới đây ngông nghênh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà Kiến nhỏ màu vàng lạnh lùng nói, nói rất là tức giận, sau khi trở về từ biên cương đại xích thiên với Thạch Hạo thì lại bị cái tên gian nhân này vu hại, còn muốn bắt nhốt nên lửa giận khó kìm nén được. Bọn họ chiến đấu khắp nơi, một mình Thạch Hạo độc chiến 10 tên vương giả dị vực, mà vương gia lại không hề đi ngăn địch, trái lại còn ở phía sau đâm chọt, muốn trừ hết kẻ đối lập, thật sự là quá đáng. Kiến nhỏ màu vàng làm sao cam lòng chứ? Lúc linh cảm tới nguy hiểm thì nó đã bàn bạc đôi chút với Thạch Hạo, đầu tiên là rời khỏi nơi này, yên lặng tiến xuống mặt đất bên dưới, đi tới tiên phủ của thiên giác nghĩ để điều binh. Thả hắn xuống! Xa xa, sắc mặt của hai đại nhân vật của vương gia biến ảo không ngừng, biến cố này nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Đây là chuyện đột ngột khiến cho bọn họ âm thầm sợ hãi, hoàn toàn không hiểu gì về việc này, không nghĩ tới thiên giác nghĩ lại có thể đưa tới cứu binh thần bí như thế này. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được, những binh lính mặc giáp trụ hắc kim vừa xuất hiện kia cũng không phải là những sinh vật còn sống đã trở thành con rối thế nhưng lại phục tùng tuyệt đối cho thiên giác nghĩ có một loại linh tính thần bí khiến cho bọn họ duy trì được một chút tỉnh táo ông nói thả là thả hả ông là cái thá gì chứ kiến nhỏ đứng ở trên đầu vai của một binh lính mặc giáp trụ hắc kim lạnh lùng nói nó vô cùng căm ghét người của vương gia cừu hận lúc này còn muốn cao hơn cả khi so với người của dị vực nữa thà thảo tiến lên cũng không hề để ý tới hai vị đại nhân vật vừa mở lời kia mà nhìn chầm chằm Vương Thiên Minh, nói Đã cảnh cáo ông rồi, lại không biết tiếng thối, vậy thì phải giết thôi. Thả ta xuống, nhà. Vương Thiên Minh gầm nhẹ, thực sự hắn đã không cách nào nhịn nổi nữa. Chiếc màu màu đen kia được phù văn bao quanh, tựa như ngọn lửa địa ngục đang luyện hóa linh hồn của hắn. Nguyên thần của hắn muốn chạy cũng không thể, đã bị giam cầm ở bên trong thân thể, bị ăn mòn, bị ngọn lửa màu đen hóa thành tro bụi từ từ biến mất. Đây là một loại dằn vặt không cách nào tưởng tượng nổi. Trơ mắt nhìn linh hồn của mình trở thành tro tàn từng chút một, nhìn bản thân chậm rãi chết đi, việc này còn đáng sợ hơn cả việc chết ngay tức khắc. Các người có tật giật mình thì phải, chống đối thì cũng thôi đi, nhưng mà còn dám ra tay giết người tuần tra. Chúng ta tuần tra thẳng tới nơi này, xem thử nơi đây có an ổn hay không. ấy vậy mà bọn ngươi lại hung hăng phá rối, là muốn tạo phản sao? Một vị đại nhân vật của vương gia trầm giọng nói Các ông không biết nhục hả? Câu này mà cũng thốt ra độ sao? Tàu vũ sinh bắt bẻ Rõ ràng vương gia đang đổi trắng thay đen Trong lòng của quỷ nhưng vì trả đũa Nên đã chụp mũ đám người thạch hạo Trên thực tế Hai ông lão kia cũng bất đắc dĩ Bị ép tới một bước này Quả thực là không còn lý do nào khác nữa Nếu như cứ thế nhận sai Thì toàn bộ những gì nãy giờ đều không có ý nghĩa Bọn họ tới đây là vì bất diệt kinh Là vâng theo ý chỉ của vương gia Thả hắn xuống, chuyện cũ chúng ta sẽ bỏ qua Chỉ cần các ngươi giải thích lại tình huống của đại sách thiên là được Như vậy có thể trả lại trong sạch cho các ngươi Một ông lão của vương gia nói Bởi vì hắn không dám làm căng Năm đại cao thủ mà thiên giác nghĩ màu vàng dẫn tới Khiến cho hai người cảm thấy khiếp sợ Mặc dù bọn họ không phải là người sống Chỉ là công cụ chiến đấu thôi Thế nhưng vẫn khiến người người kiên dè không thôi Dương gia các ông không biết xấu hổ sao Thạch thạo lên tiếng hắn khoát tay chặn lại rồi nhìn về phía kiến nhỏ, nói Giết tên đó! Kiến nhỏ màu vàng nói ra một câu, chiếc mâu màu đen chợt chấn động rồi hiện lên một ngọn lửa màu đen. Vương Thiên Minh kêu thảm, toàn bộ thân thể đều hóa thành than đen, nguyên thần bị đốt thành bụi trần. Một người với thân phận cực kỳ cao của vương gia cứ như vậy bị đánh gục. Bốn phía không ít người đang vây quanh đều hải hùng khiếp vía. Đây là một đại nhân vật của thế gia trường sinh, ấy vậy mà cứ thế bỏ mạng, Khoan, người biết mình đang làm cái gì không hả? Chống cự giết người tuần tra, người muốn làm phản sao? Một ông lão của vương gia hét lớn, thế nhưng rõ ràng là ngoài mạnh trong yếu. Thạch thạo quát trả. Chống cự sao? Dương gia các ông là cái thá gì chứ? Ai phong cho các ông là người tuần tra hả? Các ông có tư cách gì mà đòi bắt giữ người khác đi? Toàn bộ thế gia trường sinh khác đều đang liệu mạng ở phía trước. Còn các ông thì ở phía sau dở trò đen tối, lại còn ra vẻ chính nghĩa ở nơi này. Không muốn mặt mũi nữa sao? Chẳng biết xấu hổ sao? Lời nói như sấm chứng cho hai tay người nghe u u, người của vương gia thì liền biến đổi sắc mặt. Người nếu tức giận cảm thấy bất công thì có thể nói ra, vì sao lại ra tay giết người? Hơn nữa còn dùng cái loại ma hỏa màu đen kia để đốt cháy thần hồn người ta, quá ác độc mà. Có người của vương gia lên tiếng. Các ông muốn bắt ta không hề hỏi đúng sai, vậy không thấy nhục khi chất vấn ta câu đó sao? Đúng là vô liêm sĩ mà. Thạch hạo lạnh giọng nói. Người cảm thấy ngọn lửa màu đen này rất độc ác sao Đó là phù văn tiên đạo Năm xưa chính là để giết địch Trên chiến trường kia đã giết vô số người dị vực đó Người binh sĩ kia thờ thẫn nói Lời này vừa ra liền làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ Đây chính là thiên hiền Từng chinh chiến qua với người dị vực Ai dám nghi ngờ bọn họ Mà người của vương gia thì lại sợ hãi tới vỡ tim mật Con rối này lại có ý thức tự chủ sao Xin các vị tiền bối hãy ra tay Bắt gọn toàn bộ bọn họ lại Thảo nói Năm người đồng thời bước về trước Tay cầm chiến mâu, đại kích, thiên mâu Tất cả đều ngập tràn sát khí Mang theo khí tức đầy đáng sợ Dù cho là năm tháng hồng hoang cũng không thể xóa mờ được Các ngươi không được sàng bẫy Người của vương gia trộm dạ Thời khắc này ai ai cũng sợ hãi Bởi vì năm người này tuy rằng là con rối Thế nhưng lại sâu không cách nào lường được Còn có người nào dám sàng bẫy hơn vương gia các ngươi sao? Tàu vũ sinh quát lớn Sàng bẫy sao? ta muốn hỏi một câu, vương gia các ông không hề nhớ hay là muốn làm phản khỏi cửu thiên này? Thạch Thảo hét lớn. người đang nói cái gì vậy hả? đừng có ngậm máu phong người. Một ông lão của vương gia với vẻ mặt khó coi nói. nếu không phải vậy thì sao hôm nay các ngươi lại làm như vậy, lại nghi ngờ những người có công ở trên chiến trường? Lúc này trưởng lão của thư viện thiên thần cũng đã bước tới, bởi vì hai người kia không còn dám ngăn cản hắn nữa người của dương gia nếu không làm phản vậy thì các ngươi đã quên rồi sao trước đây không lâu ta cùng với đại trưởng lão từng tới dương gia các người làm khách từng giết qua một vài người chính cổ tổ dương trường sinh của các ngươi mở lời chấp thuận không muốn dính vào chuyện thị phi nhưng mới qua bao lâu mà các ngươi lại lật lộng tới đây khiêu khích muốn chết chứ gì hay là muốn diệt tộc Thạch thạo nổi giận hắn thực sự là rất tức giận trong lòng dân trào luồng khí nóng vương gia lần lượt ra tay và nhằm vào hắn khó có thể tha thứ được xung quanh tất cả mọi người đều ngây ngốc dám quát mắng đại nhân vật của vương gia như vậy rồi còn gọi thẳng tên họ cổ tổ vương trường sinh cần phải có dũng cảm cỡ nào ngươi người của vương gia vốn muốn bắt thạch thạo nhanh gọn lẹ ép hỏi cho ra bằng được bất diệt kinh không ngờ lại gặp phải biến cố như thế này ngươi cái gì mà ngươi nếu như vương gia đã phát điên rồi muốn diệt vong thì ta sẽ đáp ứng thạch thạo nói ngươi người dám Trường gia ta có chính con rồng, cậu có cả tổ tổ. Nếu như người muốn việc chúng ta, tất có đại quả. Người trẻ tuổi của vương gia hô lớn. Chỉ là cái đám cỏ dại chó rất tầm thường mà thôi. Đây là nơi nào mà ngươi có thể kêu gào hả? Thạch thảo cất bước, cánh tay phải trấn áp vị trước. Ngươi... Người trẻ tuổi kia từng nói ẩu nói tả. Hiện tại bị một tác đánh trúng, lập tức nổ tung ngay tại chỗ. Hóa thành một đám mưa máu. khinh người quá đáng mà. Ngươi còn dám xử trí người của dương gia ta một cách vừa bãi sao? Là đang gây hấn với uy nghiêm của thế gia trường sinh sao? Có người của vương gia thét. Dương gia còn uy nghiêm nữa sao? Cũng chỉ là bại hoại mà thôi. Không phục sao? Hôm nay ta sẽ khai đau với các ông để ta xem dương gia có phải làm phản hay không? Thạch hạo quát lớn. Người dám! Một vị trung niên xuất thủ muốn bắt lấy thạch hạo để làm con tin. Thì âm một tiếng một bàn tay ống ánh ánh tím lao tới phụ cận hồng bắt lấy thạch hạo máu tươi bắn lên hắn chợt khét thảm một tiếng bởi vì thạch hạo đang cầm một thanh kiếm thai và đâm thủng bàn tay lớn này khiến cho miệng vết thương không ngừng ứa máu kiếm thai này có ma tính như muốn hút cạn huyết dịch toàn thân của hắn thời khắc này người của vương gia đều chấn động trong lòng ngay cả hai ông lão kia cũng biến sắc mặt bọn họ biết ngay chính người trẻ tuổi này đã rất khó đối phó rồi vả lại trên người còn có rất nhiều thứ quái lạ nữa Giết bọn họ Thạch Thảo nói Kiến nhỏ màu vàng sớm đã không chờ đợi nổi nữa Lập tức nhờ năm đại cao thủ tiến lên Chiến màu màu đen, đai kích, lạnh lẽo đâm thẳng về trước Các người dám Hai ông lão của vương gia quát lớn Có gì mà không dám chứ Người của dương gia đã lật lộng Chưa chi đã không tuân thủ lời hứa Giết các ông cũng chỉ bẩn tay mà thôi Để ta xem liệu chính con rồng của dương gia các ông có xuất hiện hay không Thạch Thảo lạnh lùng nói Đúng lúc này ánh máu bắn lên, chiến mâu, thiên mâu của năm đại cao thủ đâm tới. Người của vương gia cơ bản không cách nào phản kháng được, trong nháy mắt liền bị đâm xuyên. Chỉ có hai ông lão kia là né được, quả thực là cao thủ, ra sức chống trả, thế nhưng cũng không thể làm được cái gì. Nằm thành binh khí đâm giết những người khác, rồi sau đó thì đâm hướng hai người này. Đây là chiến trận đã từng chém giết qua vô số cường giả dị vực ở trên chiến trường, hiện giờ lại sử dụng để đối phó hai người này, quả thực như dùng dao mổ trâu mà giết gà vậy răng rắc. Những bảo cụ mà hai ông lão đã dùng tính mạng để nuôi dưỡng khi đối diện với chiến mâu, thiên mâu thì đều bị đánh thành bột mịn. Tiếp đó hai ông lão cũng đã bị binh khí này đâm xuyên và ghim giữa trời cao, máu tươi đầm đìa. Mọi người khiếp sợ, đây chính là đại cầu thủ của vương gia, là nguyên lão của tộc này. Kết quả đều bị năm chiến binh giết chết. Các người lại dám làm như vậy? Lão tổ của bộ tộc ta sẽ không ngồi nhìn đâu, sẽ ra tay diệt trừ các ngươi. Vương gia ta có chính con rồng Một khi cùng xuất thế Thì ai cũng không thể địch lại Hai ông lão của vương gia không cam lòng Theo Thảo nói Chính con rồng mà dám xuất hiện Tàn sát toàn bộ Thạch thạo lạnh lùng nói Tiếp đó Giết bọn họ Nằm món binh khí chấn động Những người bị đâm xuyên kể cả hai ông lão của vương gia Đều nổ tung, hóa thành máu và tro bụi Cứ như vậy giải quyết toàn bộ giết sạch sẽ. Hiện trường yên lặng như tờ, đại nhân vật của thế gia trường sinh bị giết chết như vậy. Làm gì tiếp theo đây? Kiến nhỏ màu vàng hỏi, nó hoàn toàn chưa xả hết cơn giận ở trong lòng. Tất nhiên là ra tay rồi, loại bỏ một vài cứ điểm của dương gia trong vô lượng thiên này, đặc biệt là những nơi gần thư diễn thiên thần ta, không lưu lại ai hết, giết sạch. Thạch hạo đằng đằng sát khí, nói Mọi người kinh ngạc, việc này quá điên cuồng mà, là muốn khai chiến với vương gia Thế nhưng ai có thể địch lại vương trường sinh Nào cháu ngoan nào Cần phải bàn bạc thật ấy Trưởng lão của thư viện thiên thần khuyên can Hắn sợ thạch hạo gặp phải nguy hiểm Gặp phải đại họa Bởi vì nếu như chính con rồng cùng xuất hiện Thì hiện tại không một ai có thể áp chế được Đáng sợ hơn chính là Nếu như vương trường sinh mà xuất quan Thì phiền phức càng lớn Đại trưởng lão đã trở về Vẫn không có rời đi Thạch Hạo chỉ nói một câu như vậy, âm thầm truyền âm cho cái vị trưởng lão này biết. Nơi đây trở nên rối loạn, mọi người khiếp sợ không thôi. Hoàng muốn trắng trợn xuất thủ, muốn lông trời lỡ đất, tuyệt đối sẽ xảy ra đại sự. Đương nhiên sau khi tin tức truyền ra thì trên dưới thư viện thiên thượng đều vô cùng tức giận. Vương gia đã quá phận rồi, ở ngay bức ngoặt này mà còn bài trừ đối lập, muốn nhằm vào người tham chiến của cửu thiên. Thực sự là khiến người khác hoài nghi rằng họ đang có ý đồ. Nhất định phải đòi một câu trả lời thật hợp lý từ dương gia, bọn họ là muốn làm cái gì chứ? có người hô hào tựa như là đốt cháy một đống hỏa dược khiến cho người người tức giận <laughs> ta không thể chờ được nữa đâu đám nhảy con dương gia này vừa nhìn là biết có ý đồ hung ác rồi chúng ta hãy chủ động giết thẳng tới cửa thôi kiến nhỏ màu vàng hưng phấn hết sức háo hức rất nhanh đám người thạch thạo đã di chuyển leo lên một chiếc chiến thuyền đồng thời có rất nhiều người đi theo tiến thẳng tới một cứ điểm gần thư viện thiên thần nhất thạch thạo tin chắc cứ điểm như vậy chắc chắn đảm nhận công việc thu thập các loại tình báo Người vương gia ở phụ cận đang ngó chừng thư viện thiên thần, cho nên loại cứ điểm như vậy cần phải diệt. Một tòa pháo đại cổ với quy mô không phải là nhỏ, xem ra là một hạ viện của vương gia, nơi đây cũng thu đệ tử, nằm cách không xa một tòa thành lớn ở phía cuối đại địa. Nơi đây thế núi chập trùng, cổ mọc che trời cũng xem như là một nơi thanh tú, nếu không cũng chẳng lọt vào mắt của vương gia, cơ bản sẽ dùng để xây dựng đạo tràng. Kẻ đâu? Ở giữa dãy núi xanh ngắt, một tiếng quát lớn được truyền ra từ pháo đài cổ này, bởi vì có người phát hiện ra một chiếc chiến thuyền đang tiến lại gần. Kẻ nào dám xông vào cấm địa của thế gia trường sinh đó, tò gan làm càng, giết không tha. Phía trước vùng núi, bên trên đài cao có hai người trẻ tuổi vô cùng tự kiêu. Dù cho nhìn thấy chiến hạm đang bay tới cũng chẳng hề kinh hoảng, trái lại vẫn còn ung dung mà ngồi. Trường thương vắt ở một bên, Rõ ràng đây là người phụ trách quan sát nơi xa, thế nhưng bọn họ lại rất tự phụ, không tin có người lại dám tấn công vào vương gia. Cho nên không đặt cái chiếc chiến thuyền trong lòng, chỉ là lớn tiếng quát tháo mà thôi. Ha, còn không dừng lại hả? Các người muốn chết sao? Đây là cấm địa của dương gia, bất luận người nào dám tùy tiện xông vào cũng sẽ bị đánh giết. Một người nói, chiến thuyền chẳng hề dừng lại, phi hành sát ở bên dưới khu rừng núi, mục tiêu rất rõ ràng, tiến vào cái tòa pháo đài cổ này có tấn công hai người trẻ tuổi thổi lên kèn lệnh trong giây lát người trong pháo đại cổ bị kinh động và nhanh chóng mở ra đại trận dùng hàng loạt phù văn để ngăn cản kẻ xâm lấn lúc chiến thuyền vọt qua thì trận đại ở phía ngoài pháo đại cổ liền bị va nát hai người trẻ tuổi kia mất đi ngạo khí vốn có sợ hãi lăn đùng ở trên mặt đất miễn cho việc bị đánh giết cửa lớn của tòa pháo đại cổ nổ tung bởi vì đẳng cấp của chiến hạm quá cao dù cho trận văn ở nơi này đã hiện lên nhưng vẫn khó có thể ngăn cản được nó. Hàng loạt kiến trúc vỡ nát rồi sụp đổ. Chiến thuyền to lớn từ từ nghiền ép tựa như bẻ cạnh cây khô, muốn hủy diệt cứ điểm này. Là người phương nào không biết trời cao đất rộng, dám quấy phá hạ diện dương gia ta. Một tiếng gầm lớn truyền tới, rốt cuộc cũng có cao thủ xuất thủ. Khống chế một luồng bảo thuật tựa như là biển lớn cuộn trào, chặn lại chiến thuyền ấy đây tuyệt đối là cao thủ nếu không cũng không thể có thủ đoạn như vậy được thế nhưng với một hạ viện như vậy một cứ điểm cách xa bổn tộc thì cũng không nên có loại cao thủ như vậy ở bên trong chiến thuyền ngừng lại và dừng ở giữa không trung liên tiếp mấy chục bóng người bay lên trời và đưa mắt liếc nhìn xuống cái chiến thuyền trong đó có một người trung niên với tu vi vô cùng cao thâm ánh mắt lấp lóe tựa như mặt trời nhỏ người này yếu hơn một chút so với hai ông lão từng tiến vào thư viện thiên thần Thế nhưng dù sao cũng là một vị đại cao thủ Ít nhất có thể sánh vai cùng với Vương Thiên Minh Là ngươi, hoang, ngươi lại dám xông tới nơi này Những người này liền nhận ra thạch hạo Tất cả đều biến sắc mặt Người trung niên kia cảm thấy tình huống không đúng cho lắm Hỏi Vương Thiên Minh đâu rồi Xem ra thực sự các ông đang nhầm vào ta rồi Các ông biết Dương Thiên Minh tới thư diện thiên thần Nhưng hiện tại thì ông ta đã chết rồi Thạch hậu lạnh lùng nói cái gì? Những người này giật nảy cả mình, tiếp đó là tức giận không thôi. Còn người trung niên kia thì vô cùng quả đoán, nói Chạy mau! Hắn là người đầu tiên chạy trốn, trong mắt ẩn chứa oán độc liếc nhìn Thạch Hạo. Quả nhiên có quan hệ với các ông, ở đây theo dõi thư diện thiên thần, một người cũng không đi được. Thạch Hạo quát lên, trên chiến trường có vài chùm sáng hừng hực lao ra, đó là Phù Văn bên trên thuyền cổ, nó bắt đầu công kích trong tiếng chiếu chiếu liền có mấy người bị đánh hạ. Đồng thời một bóng người màu đen lao ra, chớp mắt đã đuổi kịp người trung niên đã chạy trốn kia, tiếp đó một thương đâm xuyên hắn, ngay cả phản kháng cũng không được. Đây là một trong số binh lính mà kiến nhỏ gọi ra, sức chiến đấu mạnh mẽ. Lần này hắn không có hạ sát thủ, bởi vì Thạch Hạo muốn biết một vài tình huống. Thạch Hạo nhờ vị trưởng lão của thư viện Thiên Thần ra tay thăm dò ý thức hải của người này, tiếp tục cùng vương gia muốn làm cái gì. Bất diệt kinh, khi trưởng lão âm thầm truyền âm cho Thạch Thạo thì trong lòng của hắn chợt rung lên bần bật, bản kinh văn này lại bị bại lộ, Vương Trường Sinh đã suy tính ra được. Thạch Thạo không thể không hoảng sợ được, Vương Trường Sinh quá lợi hại, người được cho rằng bị chân tiên phong ấn tới kỷ nguyên này không ngờ lại đáng sợ như vậy, ngay cả bản kinh văn này mà cũng có thể suy diễn ra được, thực sự là khiến người khác không thể không sợ hãi. Người thả chúng ta ra, chuyện này cứ như vậy ca thúc ở đây, song phương sẽ không hề mất mặt người trung niên kia nói nhỏ chỉ là lời nói thỏa hiệp này cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi thà thạo nhìn thấy được một vệt hàng quang xẹt qua sâu trong đáy mắt của hắn người của vương gia không hề phục thà thạo tự mình động thủ một kiếm chém bay đầu lâu của hắn tiếp đó là đánh nát nguyên thần của hắn nếu đã động thủ thì chắc chắn sẽ không thể hiền lành đi tới chỗ tiếp theo chiến thuyền khởi hành hóa thành một vệt sáng biến mất trong dãy núi vào hôm ấy trong cương vực hùng vĩ này, có tổng cộng 4 cứ điểm của vương gia bị ép sụp, những nhân vật trọng yếu đều đã bị giết sạch sẽ. Việc này dẫn tới chấn động không hề nhỏ, rất nhiều người liếc mắt chú tâm, hoàng đang làm cái gì vậy? Không ngờ lại dám ra tay, thậm chí dẹp loạn cứ điểm của vương gia. Đây tuyệt đối là một chuyện động trời, dám công kích mấy cứ điểm của thế gia trường sinh là muốn chọc thủng trời cao mà. Một cơn sóng ngầm cuộn trào lan tỏa, một cơn bão táp to lớn sắp thành hình. Quả nhiên người của vương gia đã tới, hơn nữa một nhân vật cực kỳ trọng yếu cũng đã xuất hiện và hưng binh vấn tội, mênh mông cuồn cuộn, mang theo không ít nhân mã ép thẳng tới thư viện thiên thần. Đó là một chiếc chiến xa được chính con cự thú kéo, chúng dẫm nát bầu trời, âm âm rung động. Chiến xa bằng đồng vô cùng cổ xưa, đã từng nhận lấy sự gột rửa của ngọn lửa chiến tranh, tràn đầy vết đau ánh kiếm chứ không hề sửa chữa lại, bởi vì bên trên đã ngưng tụ ra pháp tắc đại đạo, vô hình chung đã gia trì lên chiếc chiến xa này khiến cho nó càng mạnh mẽ hơn đó là vương chân hậu nhân của chính con rồng vương gia hắn là con trai trưởng của vương nhị thuộc đời thứ ba cổ xưa nhất của vương gia là một nhân vật vô cùng trọng yếu quyền hành to lớn đương nhiên tu vi cũng mạnh tới mức không còn gì để nói dù sao thân phận của hắn sờ sờ ra đó sống từ thái cổ cho tới bây giờ đã gặp qua rất nhiều cảnh tượng hoành tráng vương gia nổi giận hưng sư động chúng mấy trăm chiếc chiến xa từ chân trời lao tới tiếng bước chân ầm ầm mấy trăm con mang thú dẫm đạp khiến trời cao rung rẩy. Việc này đã kinh động tới rất nhiều thế lực, vương gia muốn làm mạnh tay. Chiếc cờ lớn của gia tộc được bọn họ mang theo đang bay phần phật. Thông thường chỉ khi nào diễn ra đại chiến viễn chinh thì mới như vậy. Người vương gia cách trước xa, thế nhưng thư viện thiên thần đã nhận được tin tức. Tàu vũ sinh tức giận, nói Đám dùng già đáng ghét thiệt mà. Lúc các tộc tới biên cương đại xuất thiên để tham chiến thì chẳng hề thấy bóng hình của bọn họ đâu. Nhưng hiện giờ lại điều động tới mấy trăm chiếc chiến xa Mấy ngàn nhân mã tinh nhuệ. Rất nhiều người đang quan sát Đều ngóng chờ dòng lũ này Rất rõ ràng những chiếc chiến xa này Đều tắm rửa qua ngọn lửa chiến tranh Lúc này đều ống ánh rực rỡ Sau khi được thần lực tuôn vào Thì từ bên trong những gỉ đồng lập tức bắn ra Vô số ánh sáng chiếu rọi tận trời cao Rất gần Đại đội nhân mã của vương gia đã áp sát thư viện thiên thần Dù cách rất xa cũng đã có thể cảm nhận được luồng khí tức hung sát này. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra từ khi Thư viện Thiên Thần thành lập cho tới bây giờ. Có người muốn bao vây nơi đây lại. Hoàng có ở đây không? Phía chân trời, một chiếc chiến xa bằng đồng to lớn truyền ra âm thanh đầy uy nghiêm, tựa như sấm nổ. Như thiên đế gào thét khiến trời cao rãn nứt. Bất kể là người của Thư viện Thiên Thần hay là nhân mã các tộc chạy tới để nghe ngóng điều giật cả mình. Đó là Vương chân hẳn quá đáng sợ, tu vi sâu không lường được. Thà Thảo đứng bên trên một ngọn núi cao của Thư viện Thiên Thần, quát lớn. Các ông không những không tới biên hoang để đại chiến với cựu địch dị dực, mà lại còn dẫn các tinh nhuệ bao dây Thư viện Thiên Thần, là muốn cái gì hả? Muốn làm phản sao? Người trẻ tuổi, đây là thái độ mà ngươi nên có sao? Nhìn thấy tiền bối thì không chào hỏi, rồi còn la hét ầm ĩ, còn ra thể thống gì nữa? Bên trong chiến xa truyền ra lời nói đầy lạnh lùng, cái lão nhiều lời này quả thật là trả ra cái gì cả Đã chẳng còn nể mặt nể mũi rồi Mà còn bắt thà thảo tới chào hỏi Đừng trọng người khác nồng ấu chứ Tàu Vũ Sinh nói Kiến nhỏ gật đầu Nó là một người nóng tính Nếu là nó thì đã giết thẳng tới rồi Bao dây thư viện thiên thần Sát khí cuộn cuộn Tới đây với địch ý như vậy Ông không cảm thấy nhục khi nói hai chữ tiền bối hả Gì mà chào hỏi chứ Ta không hỏi các ông có phải đã nương nhờ vào dị dược hay không Thì đã quá nể mặt rồi đó thà thảo nói Hắn chống đối, Chẳng hề có chút thiện cảm gì với vương gia Đối với việc vương chân dẫn người tới đột kích một cách không ngờ Người của vương gia lại dám làm như vậy Dẫn dắt nhân mã bao vây thư viện thiên thần Hoàng, người hẳn phải biết Vì sao chúng ta tới đây chứ Bên trên chiến xa bên cạnh của vương chân Có người quát lên Thạch thảo cười khẩy, chế nhạo nói Tất nhiên là biết rồi, là tới nhận tội chứ gì Nếu như thật lòng á, thì cứ tiến thẳng tới biên cương mà tham chiến Nam nhi của cửu thiên ta hiện tại đang đều chém giết đẫm máu ở đó cả đó. Ta cho rằng sự giác ngộ của các ông sẽ không thấp như vậy chứ. To gan! Một người trẻ tuổi dễ kích động quát lớn. Thành Thảo ngươi cho rằng mình là ai hả? Khiêu khích dương gia ta một lần hai lần. Hôm nay dù tiên tới cũng không cứu nổi ngươi đâu. Trời <laughs> sao cháu, cháu cùng rước dậu hả? Không nói đạo lý luôn hả? Tàu vũ sinh cười to. Hắn đứng bên cạnh Thạch Hạo rồi chỉ về phía trước làm dáng vẻ xem thường. Cảm ơn. Mấy người đồng thanh hét lớn, âm thanh bao la, mấy trăm con tọa kỵ hí dài chấn động thiên địa. Đây tuyệt đối là tinh nhuệ, trong nháy mắt liền phóng ra tinh lực cuồn cuộn để ép thần hồn của người nhìn. Diện gia há lại là nơi mà các ngươi có thể sĩ nhục! Mấy ngàn người đồng loạt dơ binh khí lên, hàng quang sôi sáng cả cửu thiên một luồng sắc khí đầy ác liệt áp sát lại khiến cho nhiệt độ của toàn bộ thư viện thiên thần chợt giảm xuống tàu vũ sinh biến sắc đội nhân mã này thực sự rất mạnh mẽ có thể tính là ác chủ bài của vương gia anh bạn nhỏ chúng ta không muốn lấy thế đè người nhưng mà người lại thực sự quá quá thậm chí còn giết cả con cháu của vương gia ta bắt nạt thế gia trường sinh ta cho rằng chúng ta không có ai sau trên chiến xa bằng đồng to lớn nhất Vương chân chợt xuất hiện và đứng ở nơi đó, một thân đạo bào màu vàng ống, khí chất chẳng hề tầm thường, nói tiếp. vốn là tiền bối mạnh thiên chính đã đạt được thỏa thuận với tộc của ta, đã giải trừ những hiểu lầm giữa đôi bên. Ngươi và chúng ta không còn hận thù gì nữa, nhưng không nghĩ rằng chỉ mới một khoảng thời gian mà ngươi đã ra tay ác độc như vậy rồi, sát hại còn cháu tộc ta, thực sự rất quá đáng. Cái tên này nhìn mặt mày thì chất phát, nhưng sao lại vô sĩ như vậy chứ? Kiến nhỏ màu vàng lên tiếng Đúng vậy, lão khốn này đúng là chẳng biết nhục gì cả mà Không phải đám dương gia bọn họ Chủ động tới thư viện thiên thần để gây phiền phức với thạch hạo sao Tự nhiên giờ lại đổ trắng thay đen vậy rồi Tàu vũ sinh hùa theo Hai người kẻ tung người hứng Không biết nể nang cái gì cả Cứ thế và trần Sự tình tới cùng như thế nào Thì dương gia các ông là người hiểu rõ nhất Nếu không hiểu thì cứ hỏi những người ở nơi này là được rồi Tất cả mọi người đều nhìn thấy được Những người dương gia kia vì sao lại bị ta giết Thạch Thảo trả lời rất đơn giản, bởi vì những gì hắn muốn nói thì Tào Vũ Sinh cùng kiến nhỏ đã biết, không cần lắm lời. Anh bạn nhỏ, người quá bá đạo đó, có chuyện gì mà không thể nói chứ, vì sao cứ phải giết chóc, chuyện này làm ta thật sự là khó xử đó. Nếu như không thể mang người về trong tộc thì không cách nào bàn giao với những người đã chết được rồi. Nhưng người cũng không cần phải sợ hãi đâu, dương gia ta luôn luôn nhân từ. Cuộc xung đột lần này khả năng là hiểu nhầm cho nên sẽ không đã thương tính mạng của ngươi. Nhưng cần phải đưa người tới trước lên đường Nhận tội với những người đã chết Ngươi thấy làm sao Vương Trưng nhẹ nhàng nói dáng vẻ đầy rộng lượng Lão già Các ông không phải tới đây vì cái bộ kinh văn kia sao Muốn bắt lấy thách hạo Chứ có vô sĩ như vậy được không Ta mắc ói quá nè Thiên giác nghĩ la lớn Làm càng Ngươi dám ăn nói như vậy với lão tổ của tộc ta sao Một người trẻ tuổi quát lên Cốc các ngươi là cái thá gì chứ, cho rằng mình cao quý ra sao chứ Đừng nói là dân chân, dù cho là dân trường sinh tự mình tới thì ta cũng dám nói như vậy đó Thiên giác nghĩ quát lại, trong lòng của mọi người đều chứng kinh và rồi tỉnh ngộ Đây là hậu nhân của một trong những thập hung, là dòng dỗi chính của thiên giác nghĩ, là hậu đại của tiên Nói về thân phận thì quả thực là rất là cao Đáng tiếc, đây không phải là niên đại tiên cổ nên không tới phiên ngươi làm càng Chiến xa bên cạnh vương chân có một người trung niên đầy vô tình lên tiếng. Hết tập 312. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.